Mời quý vị theo dõi bản tin thể thao chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Thưa quý vị, vào lúc 17 giờ chiều mai, ngày 3 tháng 8 năm 2014, trên sân vận động Long An sẽ diễn ra một trong 6 trận đấu thuộc vòng đấu thứ 23 giải vô địch quốc gia 2014 giữa chủ nhà Đồng Tâm Long An và đội đang dẫn đầu bảng BKMX Bình Dương. Mời quý vị theo dõi những diễn biến trước trận đấu cuối cùng của mùa giải năm nay trên sân Long An qua phóng sự chúng tôi thực hiện vào sáng nay. Sân vận động Long An một ngày trước trận đấu vẫn tỏ ra khá im lìm như những gì vốn có tại đây trong mùa giải được xem là không thành công của đội chủ nhà. Thế nhưng cách đó không xa, trong khu viên nhà văn hóa trung tâm Long An, các thành viên của hội cổ động viên Long An đang thực hiện những công việc của mình trước mỗi trận đấu trên sân nhà. Ngoài việc kêu gọi người hâm mộ ở các huyện thị trong tỉnh đến sân như mỗi khi đội thi đấu trên sân nhà, lần này các cổ động viên trung thành với đội bóng còn đón nhận trận đấu với BKMX Bình Dương với một tâm trạng đặc biệt. Có một cảm xúc rất là đặc biệt khi đây là trận đấu cuối cùng được xem đội Đồng Tâm Long An đá trên sân nhà, tại vì còn phải mất nhiều tháng nữa mới có thể xem được nữa. Hay là gặp đội Bình Dương, một đội đang giành chức vô địch V-League. Chúng ta luôn là biết rằng hai đối thủ này là chưa bao giờ là dễ chơi với nhau cả. Nhất là Đồng Tâm Long An thì chưa bao giờ là một đối thủ dễ chơi đối với BKMX Bình Dương trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Với cái tiêu chí là bóng đá sạch của trước đó là ông Vũ Thắng, là sau này là chủ tịch Võ Thành Nhiệm, thì cái Đồng Tâm Long An sẽ thi đấu hết mình vì cái thương hiệu, vì cổ động viên và vì đây là trận đấu cuối cùng của họ trên sân nhà. Luôn mong muốn là câu lạc bộ sẽ chơi cống hiến hết mình vì trận đấu này, không phải là vì để cản đường du lịch của một đối thủ nào, mà là vì chính bản thân đội bóng. Trước vòng đấu này, Đồng Tâm Long An gần như đã chạm tay vào chiếc vé trụ hạng khi cầm hòa với Hải Phòng ngay trên sân khách. Dẫu vẫn xếp dưới Hải Phòng, nhưng với 18 điểm cách sau Hùng Vương An Giang đến 6 điểm, xem như chỉ có phép màu Hùng Vương An Giang mới có thể vượt qua Đồng Tâm Long An sau 2 vòng đấu nữa. Vì vậy, Đồng Tâm Long An đã có thể yên tâm mà hướng đến mục tiêu của riêng mình trong 2 trận đấu còn lại, mà đầu tiên là cuộc đối đầu với BKMX Bình Dương vào chiều Chủ nhật ngày 3 tháng 8 này. Cửa trụ hạng đã mở, mục tiêu đua top đã không còn, nhưng với tính cách của một đội bóng luôn chơi cống hiến, Đồng Tâm Long An luôn ra sân với tư thế là giành chiến thắng để phục vụ khán giả. Ngoài ra, dù không có được lực lượng mạnh như thời Hoàng Kim, nhưng mùa giải năm nay, thầy trò ông Ngô Quang Sang đã cho thấy đội bóng nào muốn đi đến chức vô địch đều phải vượt qua thử thách cuối cùng là Đồng Tâm Long An. Cách đây 2 vòng đấu, trong khi thấy hừng hực muốn vươn đến top đầu để tranh chức vô địch vào cuối mùa, Thanh Hóa đã nhận thất bại trước Đồng Tâm Long An với tỷ số 0-2 trên sân Long An. Ở vòng đấu này, BKMX Bình Dương chắc chắn cũng đặt mục tiêu giành điểm tuyệt đối để đua cùng Hà Nội Tiên Ti và lại gặp Đồng Tâm Long An. Và nếu muốn tiếp